diệt Long Đế chương 2619, chủng tộc cấm kỵ viễn cổ. Bế quan. Trong lòng Lục Ly có chút nghi ngờ, hắn suy nghĩ một hồi, không kìm được trong lòng tò mò hỏi thăm. Lưu trưởng lão, mạo muội hỏi thăm một việc, y tiểu thư rốt cuộc có thân phận gì vậy? Cái này. Lưu trưởng lão cao chân mày, trầm mặt dây lát sau lắc đầu nói. Không biết, vị y tiểu thư này giống như đột nhiên chui ra vậy. Thiên phú của nàng rất tốt, được tiên tử yêu thích. ưm, ừ, bình thường nàng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thoát cái lộ mặt, thoát cái biến mất. nhưng thiên phú thật sự rất biến thái, tuổi còn trẻ đã sắp đánh sâu vào cảnh giới tam kiếp thiên thần. trong lòng lục ly có chút ngạc nhiên nghi ngờ, trong đầu vượt qua mấy suy nghĩ, vị y tiểu thư này không lẽ là người của đại ma vương? chẳng lẽ là nữ nhi gì đó của đại ma vương, chạy tới chơi cho vui, cho nên lúc thì biến mất, thoáng chốc xuất hiện. lục ly nhớ đến một việc hắn lại hỏi thăm vậy lưu trưởng lão có biết đại ma vương cùng tiên tử đều mang họ gì không cái đó không biết lưu trưởng lão lắc đầu nói ai cũng không biết tên của đại ma vương thật ra chưa có ai thấy hình dáng của nàng càng không biết lai lịch của nàng đại ma vương giống như là đột nhiên chui ra nhanh chóng nổi lên nàng luôn luôn mang mặt nạ ngay cả tộc nhân thân thiết nhất cũng không có người thấy bộ mặt thật của nàng tiên tử cũng vậy phỏng chừng trần trưởng lão chưa từng thấy nàng. Cái này, lục ly càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ đại ma vương cùng thiên vân tiên tử đều ẩn giấu bí mật lớn nào đó? Tại sao không lộ mặt thật với người đời? Tại sao không ai biết lai lịch của các nàng? Bộ tộc của bọn họ chẳng lẽ là chủng tộc cấm kỵ viễn cổ, một khi lộ ra ngoài sáng sẽ bị mỗi người đòi đánh. Y tiểu thư cũng đột nhiên chui ra. Lục Ly suy đoán rất có thể là nàng đến từ bộ tộc của Đại Ma Vương chưa từng có ai thấy hình dáng của đại ma vương nhưng đồn rằng bất kỳ nữ nhân nào trên đời thấy đều phải tự biết xấu hổ xem ra là loan truyền lục ly cười thầm càng thần bí càng hấp dẫn lòng tò mò của người khác cả ngày mang mặt nạ hoặc là không muốn bại lộ thân phận hoặc là tuyệt thế đại mỹ nhân hoặc là xấu xí đến mức không dám gặp người không đúng lục ly lại nghĩ đến một vấn đề ngạc nhiên nghi ngờ hỏi lưu trưởng lão Người nói đại ma vương đột nhiên toát ra không ai biết lai lịch của nàng thì tại sao nàng có tộc nhân chẳng lẽ là nàng cùng người khác đại hôn sinh sản một đám hậu đại không phải lưu trưởng lão trầm tư dây lát lần này là truyền âm nói đại ma vương không gả cho người cũng chưa từng nghe cùng nam nhân nào truyền ra tai tiếng càng không có con cái gì những tộc nhân này cũng là đột nhiên toát ra ai cũng không biết từ đâu đến ưm đại ma vương không thích người khác nghị luận việc nhà của nàng, ngươi đừng nghe ngóng chuyện này nữa. Biết, đa tạ lưu trưởng lão. Lục ly chấp tay, không tiếp tục hỏi nhiều. Đại ma vương này bí ẩn đầy mình, không thể tra xét ra đáp án, về sau chỉ có thể tìm tòi từ y tiểu thư. Lục ly và lưu trưởng lão tán gẫu mấy câu, từ biệt rồi đi về thành bảo của chính mình. Lục ly đang đi, bước chân đột nhiên trở nên mờ ảo, hoặc trong giường như không ngừng thay đổi phương hướng tiến lên, đôi lúc cực nhanh, có lúc rất chậm. Lục ly thoáng chốc lóe sang bên này, dây sau biến mất trở lại tại chỗ, dây tiếp theo thụt lùi mấy trăm trượng, huyền diệu lạ thường. Không sai. Trải qua năm tháng tu luyện, tiêu giao bộ của lục ly miễn cưỡng nhập môn, đã có thể bước đầu vận dụng. Tiêu giao bộ này phi thường huyền diệu, bên trong ẩn chứa chân ý không gian, thời gian, phong hệ, không chỉ tốc độ cực nhanh, còn có thể xuyên qua không gian, khiến tốc độ thời gian chảy biến nhanh, thân hình chớp động không có bất cứ dấu hiệu cùng dấu vết, có thể nói huyền diệu khó giải thích. Ừm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tối đa một năm liền có thể hoàn toàn tham ngộ. Lục ly thân hình như quỷ mị bay vào thành bảo của mình, trong mắt tràn ngập tia nóng cháy. Chỉ cần tiêu giao bộ đại hành, có thể đi khắp thiên hạ. Đến lúc đó hắn là có thể rời khỏi thiên ma đảo, đi tìm thần tủy trước, khiến thân thể trở nên càng thêm cường đại. Tốc độ cùng phòng ngự tăng lên, lục ly sẽ không sợ hắc viêm điện truy sát nữa có thể về thần giới không biết tu la lão nhân khi nào ra tay nếu tu la lão nhân giết điện chủ hắc viêm điện đến lúc đó đám trồng hắc viêm điện không có chủ nhân chắc chắn sẽ bị thế lực khác lớn mơ ước thậm chí công kích hắc viêm điện sẽ tự lo thân còn không xong hắn cũng hoàn toàn an toàn thần giới chờ ta ta rất nhanh liền trở về lục ly hít một hơi thật sâu khiến chính mình bình tĩnh trở lại đi vào trạng thái cảnh giới mộng huyễn tiếp tục bế quan. Đại ma vương vẫn liên tục chinh chiến, hàng loạt đảo bị chiếm đóng, đại ma vương chỉ mũi dao tới đâu thì các tòa thành trì hoặc là đầu hàng, hoặc là đã bị hủy diệt, không thể ngăn lại. Bên kia, vô nhai đảo, tinh mộng đảo mấy lần đánh với hai thế lực khác, hai bên dằn co, đều có thương vong. Người của hai thế lực lớn tụ tập trên hồng lệ đảo, tử thủ đảo này. Đảo có thần văn đạo tràng cường đại, rất khó công phá sau khi đại ma vương hủy diệt sáu thế lực mang theo đại quân thẳng hướng hồng lệ đảo hai thế lực lớn ở bên kia thoáng chốc căng thẳng không ngừng cầu viện với thế lực lớn khác cũng khẩn cấp mời một thần văn đại sư tăng thêm bố trí thần văn thế lực khác lớn đều không nhúc nhích trước khi đại ma vương lộ ra xu thế muốn thống nhất nhị trọng thiên thì không ai muốn lú đầu lên không ai có tự tin có thể ngăn trở đại ma vương đại ma vương lấy một chọi sáu tam kiếp đỉnh phong đều là cường giả uy danh lừng lẫy trong nhị trọng thiên giết năm người dễ như chơi. Hung uy của đại ma vương kinh sợ quần hùng, không có nắm chắc tuyệt đối, ai dám lấy mạng của mình và tồn vong của gia tộc đi đánh cuộc. Hai thế lực lớn mời một thần văn sư tiến tâm lừng lẫy, thần văn sư này có thể xây dựng vài loại thần văn đạo tràng cường đại, rất nổi tiếng trong nhị trọng thiên. Hai thế lực trả giá cực đắt mới mời thần văn sư này về được, mượn đó ngăn trở đại ma vương. Nhị trọng thiên rất lớn, nhưng thiên đảo chỉ có bấy nhiêu đó, hai thế lực không thể nào vứt bỏ địa bàn nhà mình mang theo gia tộc và dưới tay bỏ xứ mà đi không có thiên đảo giống như bèo không rễ hai thế lực lớn sớm muộn gì bị hủy diệt nửa tháng sau đại ma vương mang theo mấy nghìn người đến hồng lệ đảo đại quân vô nhai đảo và tinh mộng đảo thoáng chốc sĩ khí đại thắng vốn trong ba hòn đảo thiên ma đảo là lão đại đại ma vương là thủ lĩnh của liên minh ba đảo lớn hiện tại biến thành lãnh tụ tinh thần tuyệt đối Ma Vương khiến đại quân tu chỉnh một ngày, sau đó mang theo ba quân đội bắt đầu tấn công Hồng Lệ Đảo. Thần Văn Đạo Tràng của Hồng Lệ Đảo quả thực rất mạnh. Thần Văn Đại Sư bố trí Thần Văn Phi thường phức tạp, phá giải rất khó khăn. sơ sẩy một cái là sẽ bị sát trận trong Thần Văn nghiền nát. Đại Ma Vương không lỗ mãn hành động, mà là phái chút ít quân sĩ đi dò đường. nàng đứng bên ngoài Thần Văn Đạo Tràng quan sát. Đại Ma Vương mặt giáp mềm màu đen, nhưng không thể che đậy cơ thể mềm mại nóng bỏng của nàng vô số người nhìn bóng dáng nàng đứng giữa không trung trong mắt đều lộ ra một chút mê say cùng kính sợ một nữ tử vừa có thể khiến người yêu tận xương vừa khiến người sợ tận tủy e rằng đại ma vương là nữ nhân đầu tiên từ xưa đến nay dưới tình huống bình thường nữ nhân khiến người sinh lòng sợ hãi thì sao mà yêu được cố tình đại ma vương có loại ma lực này nàng chưa từng lộ ra hình dạng nếu thật sự là hoa dung nguyệt mạo như trong truyền thuyết e rằng rất nhiều người đều sẽ si mê đến phát điên. Trên người nàng có sức hấp dẫn khó tả, thân thể mềm mại không cao không thấp kia toát ra hơi thở bất giác hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, khi ánh mắt khóa chặt thân thể của nàng, rất nhiều người liền cảm giác không thể rời đi được nữa. Một thân hình nhỏ xinh nhưng ẩn chứa năng lượng vô tận, nâng tay có thể khiến trời sụp đất nứt, có thể diệt sát vô số cường giả. Thân hình mềm mại này che chở vô số con dân thiên ma đảo, cho bọn họ dũng khí thẳng tiến không lùi, khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào cam nguyện chịu chết vì nàng mười lần mỗi lần một trăm người đi vào một nghìn người cuối cùng đều bị thần văn đạo tràng nghiền nát nhưng phái ra ngoài đều là võ giả cấp thấp cho bồi thường hậu hĩnh một nghìn người cam nguyện đi chịu chết đại ma vương rốt cuộc ra tay nàng một người xông vào thần văn đạo tràng trong đạo tràng lập tức diễn biến vô tận sát chiêu muốn tru sát đại ma vương bên trong truyền đến từng tiếng gầm rú xuyên vàng nứt đá khiến người đứng ngoài tim đập chân rung Lo lắng không thôi. Nếu đại ma vương chết trận, e rằng thế lực lớn khác lập tức sẽ hợp sức phản công ba đảo lớn cuối cùng khó tránh bị hủy diệt. ầm ầm ầm. rất nhanh, động đất lớn, các khe nước to lớn từ trong thần văn đạo tràn kéo dài ra chạy tới dưới chân mọi người. những khe nước này rộng mấy trăm trượng, sâu không thấy đáy, cảm giác hồng lệ đảo đều phải chia năm xẻ bảy. Giọng nói chất chứa sát ý vô tận của đại ma vương vang lên. toàn quân xuất kích thần văn đạo tràng bị phá mở, từng đợt ánh sáng rực rỡ lấp lánh, sương mù biến mất, lộ ra những khuôn mặt kinh hoàng lún cuốn ở bên trong. Giết! Vô nhai đảo chủ và tinh mộng đảo chủ trống to, dẫn đầu sông vào trong. Đại quân bộc phát tiếng gầm, đám người lao vào trong. Quân đội và cường giả giấu ở bên trong liên tiếp tháo chạy, thần văn đạo tràng bị phá, đấu chí của bọn họ cũng tan tác. Đại chiến cũng không có liên tục quá lâu, chỉ một ngày sau chiến đấu đã kết thúc trừ một số ít người chạy trốn ra, đa số quân đội cùng cường giả của hai thế lực lớn đều bị hủy diệt, hai thế lực lớn bị xóa tên khỏi nhị trọng thiên. 36 thế lực lớn biến thành 28 thế lực lớn, 8 thế lực lớn hợp sức công kích Thiên Ma đảo, Tinh Mộng đảo, Vô Nhai đảo toàn bộ hủy diệt. Tin tức truyền ra, tất cả thế lực nhị trọng thiên cảm giác áp lực vô hình ập vào mặt. Thần giới cường đại như vậy mà cũng không ngăn được Đại Ma Vương, toàn bộ nhị trọng thiên còn có ai có thể ngăn trở nàng? vô số thám báo lòng vòng bên này chú ý hướng đi của đại ma vương nếu đại ma vương còn muốn tiếp tục chinh chiến thì các thế lực còn lại buộc phải liên hợp đại ma vương không có tiếp tục xuất chinh mà là mang theo một số ít người bay hướng thiên ma đảo kêu những người còn lại dọn dẹp chiến trường thu thập chiến lợi phẩm đại ma vương chẳng những không lấy một món chiến lợi phẩm thậm chí đánh hạ tám tòa thiên đảo cũng không muốn thu vào túi nửa tháng sau vô số thám báo xác định đại ma vương trở lại thiên ma đảo không có bất cứ hành động gì, tất cả thế lực lớn trong nhị trọng thiên như trút được gánh nặng, rất nhiều thế lực xếp đại ma vương vào trí cường giả tuyệt đối không thể đối địch đối kháng, tuyệt thế đại ma vương. Đại quân đi theo sau đại ma vương đều phát tài, tuy bọn họ không dám lên hai hòn đảo cuối cùng đánh cướp, nhưng cướp sạch sáu tòa thiên đảo khiến rất nhiều người đều phất nhanh. Còn có người mơ ước sáu tòa thiên đảo, muốn bá chiếm một hòn đảo từ từ phát triển, có lẽ có cơ hội trở thành thế lực lớn mới vô nhai đảo và tinh mộng đảo rút quân, không định bá chiếm thiên đảo. Bọn họ rất rõ ràng khẩu vị quá lớn sẽ bị trướng chết. Trong lịch sử có một ít thế lực lớn bá chiếm mấy tòa thiên đảo, nhưng đều bị tấn công hội đồng. Muốn chiếm lấy một đảo sẽ bị bốn phương tám hướng bắn tên. Đại Ma Vương không nói gì, ban đầu không ai dám đi tranh đoạt, vạn nhất chọc giận Đại Ma Vương, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ngày thứ ba từ khi Đại Ma Vương trở lại thiên ma đảo, nàng truyền lời ra, nàng không lấy một đảo nào trong tám tòa thiên đảo, chỉ cần không treo chọc thiên ma đảo, nàng tuyệt đối không chủ động xuất kích, nếu dám phạm thiên ma đảo thì sẽ tru. Lời của đại ma vương truyền ra, tất cả thế lực lớn trong nhị trọng thiên đều thở vào một hơi, tám tòa thiên đảo lập tức náo nhiệt. Ngày thứ hai, ba hòn đảo bắt đầu huyết chiến, cuộc chiến thiên đảo phỏng chừng sẽ liên tục một khoảng thời gian dài, máu tươi vô tận sẽ nhuộm đỏ tám tòa thiên đảo. Đại Ma Vương lần thứ tư xuất chinh, trước sau mất thời gian một năm ba tháng, hơn sáu nghìn võ giả đi theo, chỉ còn gần ba nghìn trở về. Nhưng thành quả chiến đấu huy hoàng, hủy diệt tám thế lực lớn, hoàn toàn đóng dấu bi danh vô thường của Đại Ma Vương. Ngày thứ năm từ khi Đại Ma Vương trở về, Lục Ly xuất quan. Cũng không phải bởi vì hắn tiêu giao bộ đại thành, mà là hắn bị lưu trưởng lão đánh thức. Thiên vân tiên tử trở về, muốn gặp hắn. Lục Ly ra khỏi phòng đi hướng đại điện trong đầu luôn suy nghĩ một vấn đề có nên nói việc tu la lão nhân lát nữa thiên vân tiên tử chắc chắn sẽ hỏi thăm nếu không nói thiên vân tiên tử đối xử với hắn quá tốt nếu nói sợ tu la lão nhân trách tội vào đại điện trẻ vào thiên điện lục ly vẫn chưa nghĩ ra được hắn không người vái chào chào tiên tử chúc mừng tiên tử đắc thắng trở về ha ha thiên vân tiên tử tâm trạng dường như khá tốt phát ra tiếng cười rồi hỏi Lục ly, người có thể thoát khốn trở về khiến ta rất vui mừng, trong yêu ma cung nguy cơ trùng trùng. Thiên vân tiên tử tuy rằng không hỏi, nhưng lộ rõ ẩn ý, tự nhiên là hy vọng lục ly kể tình huống trong yêu ma cung. Lục ly miếm môi, không người nói. Đa tạ tiên tử, ta cũng chỉ là hơi may mắn, cơ duyên tình cờ xông ra. Ưm, ừ, mấy người trưởng lão của thiên lượng sơn, ngốc đầu hồ còn bị nhốt trong địa lao yêu ma cung, chỉ có mình ta trốn thoát. Cuối cùng Lục Ly vẫn không khai ra tu la lão nhân, không nói rõ cụ thể trải qua những gì, chỉ kể sơ. Thiên vân tiên tử không hỏi nhiều, nàng trầm mặt dây lát nói. Còn ba năm là đến cuộc chiến thiên tài, ngươi có tin tưởng đánh chết vân khai nguyệt không? Trước mắt vẫn chưa có. Lục Ly chưa giết được tam kiếp thiên thần, dựa vào hư không trùng màu vàng sậm chắc chắn không đủ sức, hắn suy nghĩ một hồi rồi bảo. Nhưng lại cho ta một khoảng thời gian, hẳn là sẽ có một ít nắm chắc ít nhất, vân khai nguyệt không thể giết chết ta. Ừm, vậy ngươi tu luyện tiếp đi. Hồng môn bí cảnh xảy ra một ít vấn đề, thời gian ngắn vào không được. Thiên vân tiên tử hơi có chút tiếc nuối nói. Có cần gì khác cứ nói với trần trưởng lão. Tiên tử, lục ly không có rời đi, ngược lại không người nói. Có lẽ mấy tháng sau ta cần ra ngoài một chuyến. Ừm, rời đi thiên ma đảo, ta muốn đi tìm một ít kỳ ngộ. Ta bảo chứng với người, trong vòng 3 năm tuyệt đối trở về, sẽ không chậm trễ cuộc chiến thiên tài. Được. Thiên vân tiên tử không chút suy nghĩ, truyền lời. Ở bên ngoài cẩn thận chút là được, thám tử Diêm Hồng chắc còn chưa rút lui, ngươi cẩn thận đừng để bị người của hắc viêm điện giết. Đa tạ tiên tử, ta sẽ cẩn thận. Lục ly không người lui xuống. Hắn mới ra ngoài thì trần trưởng lão xuất hiện, cười tươi vỗ vai hắn. Tiểu tử, khá lắm, vào yêu ma cung mà còn ra được tiểu tử nhà ngươi đúng là tuổi con mèo có chính cái mạng may mắn mà thôi lục ly giấu cả thiên vân tiên tử thì vốn không định nói cho trần trưởng lão hắn trò chuyện vài câu với trần trưởng lão trần trưởng lão rất muốn hỏi bóng hỏi gió nhưng bị qua loa đánh trống lãng không nói cụ thể tình huống trong yêu ma cung trò chuyện một lúc trần trưởng lão thấy không hỏi ra được đành thôi lục ly trở lại thành bảo của mình sau khi đi vào hắn phát hiện một người mất tích đã lâu y tiểu thư trở về trùng hợp vậy lục ly nghi ngờ nhìn y tiểu thư nhàn nhã uống trà thiên vân tiên tử vừa về thì y tiểu thư xuất hiện vị tiểu thư này không có đi theo đại quân xuất chinh không lẽ y tiểu thư là thiên vân tiên tử trong đầu lục ly hiện ra một ý tưởng cực kỳ to gan nhưng rất nhanh hắn lật đổ ý nghĩ này bởi vì hơi thở sinh mệnh của y tiểu thư quá trẻ tuổi Thiên Vân Tiên tử là tộc muội của Đại Ma Vương, ít nhất sống mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm đúng không? Không thể nào có hơi thở sinh mệnh trẻ tuổi như vậy. A. À, đột phá Tam Kiếp Thiên Thần. Lục Ly cảm ứng một chút, lại lần nữa giật nảy mình, hắn cảm thụ được hơi thở Tam Kiếp Thiên Thần trên người Y tiểu thư. Trẻ tuổi như vậy đã trở thành Tam Kiếp Thiên Thần, vị Y tiểu thư này xem như thiên tài tuyệt đỉnh trong nhị trọng thiên. Hi hi, Lục Ly sao đứng ngay ra đó không nhận biết bổn tiểu thư mắt y tiểu thư công thành trăng non tinh nghịch như một tinh linh nhỏ vị y tiểu thư này thật là nữ lang trăm biến thoáng chốc thay đổi khí chất dễ dàng khống chế mỗi loại khác nhau lục ly vội vàng đi qua chắp tay nói chúc mừng y tiểu thư đột phá cảnh giới tam kiếp ở tuổi như vậy mà có sức chiến đấu như thế toàn bộ nhị trọng thiên không vài người có thể sánh vai với y tiểu thư trước mắt có một người đấy thôi mắt y tiểu thư lóe tia láo lĩnh nàng nhìn chằm chằm lục ly nói có thể một mình đi ra yêu ma cung lục ly sức chiến đấu của ngươi hẳn là có thể so sánh với tam kiếp hậu kỳ rồi chứ theo ta được biết tam kiếp thiên thần bình thường đi yêu ma cung thì chết chắc y tiểu thư đáp trả lại xem ra nàng rất được thiên vân tiên tử ưu ái cái gì đều biết lục ly cười gượng nói y tiểu thư tưởng ta là tiên nhân sao thời gian ngắn mũi sao có thể khiến sức chiến đấu tăng lên nhanh như vậy ta là cơ duyên xảo hợp đi ra sức chiến đấu cũng không tiến bộ quá nhiều hừ y tiểu thư nhún mũi liếc xéo lục ly không muốn nói thì đừng nói đừng lôi ra mấy lời quỷ đó gạt người cơ duyên xảo hợp bây giờ ngươi đi hát phim điện một chuyến xem thử có phải vận may nghịch thiên có thể bình yên vô sự trở về he he lục ly cười gượng gạo không có tiếp lời đổi đề tài y tiểu thư nàng có đi tam trọng thiên không nghe nói vượt qua thiên kiếp lần thứ ba thì bắt buộc phải đi tam trọng thiên ai nói cho ngươi nhất định phải đi tam trọng thiên độ kiếp y tiểu thư trợn trắng mắt toát ra sức quyến rũ tự nhiên lại đổi khí chất khác y tiểu thư tạm dừng một lúc rồi giải thích nhị trọng thiên có mười mấy cái chỗ đều có độ kiếp đài nếu thực lực của ngươi đến thì thậm chí có thể ở đây độ thiên kiếp lần thứ bốn còn có việc này. Lục Ly rất là ngạc nhiên nghi ngờ, mắt lấp lóe mấy vòng, hỏi. Y tiểu thư một mình độ kiếp đúng không? Lúc nàng đột phá, đại ma vương mang theo tất cả cường giả đi xuất chinh, một mình nàng đi độ kiếp, không có người hộ pháp cho nàng sao? Không nói cho ngươi. Y tiểu thư giận dỗi đứng lên nói. Ngươi có bí mật của ngươi, ta cũng có bí mật của ta. Ngươi đã hẹp hòi như vậy thì tại sao bổn tiểu thư phải nói hết cho ngươi biết? đi, đi đây. Y tiểu thư đổi thành một đại tiểu thư điêu hoa, thoáng chốc đứng lên bước nhanh ra ngoài. Khi đi tới cửa, nàng quay đầu nói. Còn ba năm là đến cuộc chiến thiên tài, lục ly, ngươi phải cố gắng tu luyện. Ta nghe nói lần này mấy thế lực lớn xuất hiện vài thiên tài cấp nghịch thiên. Nếu thực lực của ngươi không tiến bộ nhiều thì trong cuộc chiến thiên tài, ngươi chết chắc. Đa tạ y tiểu thư nhắc nhở. Lục ly đứng lên mỉm cười nói ta không biết có thể thắng cuộc chiến thiên tài hay không nhưng ta chắc chắn không chết được vậy bổn tiểu thư mỏi mắt mong chờ y tiểu thư như một áng mây xanh lướt đi để lại mùi thơm ngát đầy phòng lục ly không vội vàng tu luyện một người ngồi trong đại điện uống nước trà suốt một canh giờ thời gian ba năm nói dài thì rất dài nói ngắn thì cũng ngắn tối đa nửa năm nữa là có thể tham ngộ thành công tiêu giao bộ đến lúc đó hắn sẽ có thần thông giữ mạng nếu như có thể tìm được thần tủy lực phòng ngự cũng có thể tăng lên mảng lớn nếu có thể vượt qua thiên kiếp lần thứ hai thì tốt rồi lục ly khe khẽ thở dài giờ phút này hắn vẫn là nhất kiếp thiên thần cảnh giới quá thấp đây là điểm yếu của hắn việc nhà mình chỉ có mình mới biết ở trạng thái này mà lục ly đi độ thiên kiếp lần thứ hai rất có thể vĩnh viễn bị nhốt chết trong tâm hồn kiếp vù 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 trong một cánh đồng hoang phía bắc thiên vân sơn một bóng người không ngừng lấp lóe giống như u linh lúc này hiện ra trong ngọn núi này dây sau xuất hiện ở ngọn núi khác ngoài mấy nghìn dặm dây sau lại xuất hiện ở bên trái cách mấy nghìn dặm chân của hắn không ngừng đạp hư không phi thường huyền diệu mỗi lần bước ra một bước thì thời gian như đông lại không gian cũng dường như vặn vẹo thân thể của hắn đột ngột biến mất tại chỗ xuất hiện cách mấy nghìn dặm lần lượt lấp lóe lần lượt dịch chuyển thí nghiệm hơn ba canh giờ lục ly rốt cuộc ngừng lại trên mặt hắn cũng không có nét vui mừng, ngược lại nhíu chặt chân mày, dường như gặp được vấn đề khó khăn. Đã nửa năm từ khi đại ma vương trở về, Lục Ly bế quan nửa năm, mới xuất quan vào hôm trước, đi đến nơi này trắc nghiệm. Tiêu giao bộ quả thực rất biến thái, hắn cảm giác giờ phút này tốc độ đã phi thường khoa trương, nhưng hắn vẫn cảm thấy còn lâu mới đủ. Tức là Tiêu giao bộ của Lục Ly chưa đại thành, hắn cảm giác nếu đại thành tốc độ của hắn còn có thể tăng lên gấp 10 lần trở lên. Hắn không biết nơi nào xảy ra vấn đề, cứ cảm giác thiếu chút gì đó. Lục Ly đứng trong núi nhỏ nhíu mày trầm tư, nhớ lại cảnh tượng trắc nghiệm vừa rồi, lặp đi lặp lại xác minh thứ mình tham ngộ, ra tìm vấn đề. Hắn không biết tốc độ của tam kiếp đỉnh phong nhanh đến mức nào, nhưng chắc chắn nhanh hơn hắn hiện giờ. Lục Ly đứng suốt 10 ngày, hắn không thu hoạch được gì. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phát hiện vấn đề, hắn tham ngộ đúng như trong bí tịch tiêu giao bộ, đây đã là cực hạn hiện tại hắn có thể tham ngộ. Xem ra chỉ có thể đợi có cơ hội trong thấy tu la lão nhân, trực tiếp xin chỉ dạy. Lục ly bất đắc dĩ thở dài, miễn cưỡng lộ ra một chút nụ cười. Hiện tại tốc độ của hắn đã rất nhanh, tam kiếp thiên thần bình thường tuyệt đối đuổi theo không kịp, trừ phi là tam kiếp hậu kỳ tốc độ đặc biệt nhanh, hoặc là tam kiếp đỉnh phong. Nhị trọng thiên có rất nhiều tam kiếp thiên thần, nhưng ít có tam kiếp hậu kỳ thí dụ như lão sơn thúc tính ra thì chỉ là tam kiếp tiền kỳ trần trưởng lão phỏng chừng cũng là tam kiếp tiền kỳ Phu quỳnh hoa hẳn là có thể xem như tam kiếp hậu kỳ thiên vân tiên tử xem như tam kiếp đỉnh phong tam kiếp đỉnh phong hẳn là nhân vật thủ lĩnh hoặc đại trưởng lão của các thế lực lớn hiếm như long phượng sừng lân trong nhị trọng thiên thông thường thì loại cấp bậc này sẽ không rảnh rỗi truy sát một thằng nhãi chưa ráo máu đầu như hắn đúng không rất mất thân phận cho dù điện chủ hát phim điện biết lục ly ở đâu, phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng đến truy sát hắn, truyền ra nghe không tốt. Cho nên, hắn rời đi thiên ma đảo, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không ai có thể giết chết hắn. Còn thời gian 2 năm rưỡi, lục ly chuẩn bị rời thiên ma đảo đi tìm thần tủy. Hồng mông bí cảnh không thể đi vào, dựa vào lôi điện tăng lên thân thể quá khó khăn, đành phải tìm thần dược hàng đầu tăng tiến thân thể. Trong lòng lục ly có một ước mơ, đó là tu luyện thành vô thượng thần thể, đến lúc đó biến thành con gián đánh không chết, cộng thêm có tiêu giao bộ, thiên hạ mặt hắn đi. Lục Ly lấy ra bản đồ tu la lão nhân đưa cho, lại lấy bản đồ của nhị trọng thiên so sánh, xem mấy lần, hắn tìm được chỗ thần tủy. Phong bạo hải vực Bản đồ của tu la lão nhân đánh dấu chỗ đó là khu vực biển khá nổi tiếng trong nhị trọng thiên, nằm ở trung nam bộ nhị trọng thiên, cách chỗ của Lục Ly hơi xa, nếu tính tốc độ bay lúc trước của Lục Ly, bay đường thẳng ít nhất mất 10 năm. Tính tốc độ hiện tại của hắn, dù bay đường thẳng thì phỏng chừng cũng cần hơn nửa năm. Khu vực biển kia có 5 thế lực lớn, bên trong còn có hai thế lực lớn xếp vào top 10. Quan trọng nhất là hắc viêm điện nằm ở khu vực biển đó. Lục Ly có chút đau đầu, nếu tu la lão nhân xử lý điện chủ hắc viêm điện thì mọi chuyện dễ xử rồi. Nếu chưa giải quyết điện chủ, Lục Ly đi bên kia một khi thân phận bị lộ thì chẳng khác nào chui đầu vào lưới mặt khác còn một điều nữa bay đường thẳng mất hơn nửa năm dọc đường chậm trễ này kia chắc chắn cần một năm qua lại là hai năm một khi xuất hiện một ít vấn đề hắn phỏng chừng không cách nào về kịp đến lúc đó trái giao hẹn với thiên vân tiên tử con người của lục ly luôn nói chuyện giữ lời đồng ý việc gì chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp làm được hiện tại hắn mà đi phong bạo hải vực thì rất có thể sẽ trái lời hứa nếu không đi, sức chiến đấu của hắn không thể tăng lên, trong cuộc chiến thiên tài dựa vào cái gì giết chết Vân Khai Nguyệt. Về thôi. Trầm tư giây lát, Lục Ly quyết định đi tìm Thiên Vân Tiên Tử, nói cho nàng khó khăn mà hắn gặp phải, lỡ như nàng có cách giải quyết hay ho nào đó thì sao? Hắn không dám sử dụng tiêu giao bộ, cứ như thế một đường nhảy vọt về. Chỗ này hơi hẻo lánh, cách Thiên Vân Sơn một khoảng, Lục Ly mất hai, ba canh giờ mới trở lại Thiên Vân Sơn. Tìm được Trần trưởng lão, nửa canh giờ sau Lục Ly bị đưa vào cung điện. Hắn đi vào trong thiên điện, giọng của Thiên Vân tiên tử vang lên. "Lục Ly, ngươi muốn rời đi Thiên Ma đảo?" "Tiên tử." Lục Ly chắp tay nói. "Ta muốn đi phong bạo hải vực một chuyến, ta biết được bên kia có một nơi có thần tủy, có thể khiến thân thể của ta tăng mạnh nhiều. Nhưng chặng đường quá sợ, đi đường chậm trễ, e rằng không về kịp sau 2 năm rưỡi." Ta muốn hỏi tiên tử, trừ bay qua thì còn đường tắt nào không? Đường tắt? Có. Thiên Vân tiên tử truyền lời: "Nếu ngươi biết cách mở ra vực môn, một lần liền có thể truyền tống đi qua. Thứ hai là cửa truyền tống tế đang giữa các đảo lớn, có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, đi về phỏng chừng chỉ cần nửa năm. Đương nhiên, sẽ cần nhiều thần nguyên kim, hơn nữa cũng dễ dàng bại lộ thân phận." Ừm. Lục Ly không biết mở ra vực môn gì đó, nhưng hắn biết truyền tống tế đàn, rất nhiều đảo đều có truyền tống tế đàn, nhưng chắc chắn cần trả thần nguyên kim đắt đỏ. Tất cả thần nguyên kim của Lục Ly đều cho y tiểu thư, hiện tại trên người hắn chỉ có chút ít thần nguyên kim, còn là nhờ giết người của thiên lượng sơn cướp đoạt. Vèo Vang tiếng xé gió, Lục Ly quét mắt qua, thấy là một tấm mặt nạ bằng đồng xanh, hắn chọc lấy. Lời nói của thiên vân tiên tử vang lên đây là một tấm mặt nạ lúc trước ta lấy được mặt trên có thần văn rất huyền diệu có thể che đậy hơi thở cùng khuôn mặt của ngươi trừ phi gặp phải võ giả cấp tam kiếp đỉnh phong hoặc là võ giả linh hồn đặc biệt mạnh nếu không thì người bình thường nhìn không thấu thân phận của ngươi đa tạ tiên tử lục ly mừng rỡ có tấm mặt nạ này là có thể che giấu thân phận của hắn chỉ cần có thần nguyên kim hắn liền có thể không ngừng cưỡi truyền tống tế đàn mà đi ngươi khoan vội cảm tạ thiên vân tiên tử tạm dừng một lúc truyền âm nói ta có nhiều thần nguyên kim nhưng sẽ không cho ngươi một viên nào hiện giờ bên ngoài thiên ma đảo rất loạn khắp nơi đều là võ giả tám thiên đảo càng là đại chiến liên tục ngươi muốn thần nguyên kim phải tự đi cướp nếu ngươi muốn đi ra ngoài lang bạc ngươi muốn tăng lên sức chiến đấu thì phải trải qua thử thách máu và lửa thiên vân tiên tử ngữ khí trở nên lạnh như băng ta cho ngươi đã đủ nhiều kế tiếp phải dựa vào chính ngươi ta chỉ cần ngươi hai năm rưỡi sau trở về trừ phi ngươi chết ở bên ngoài nếu còn sống mà hai năm rưỡi sau không trở về ta sẽ tự mình đi tru sát ngươi rõ tuy rằng thiên vân tiên tử ngữ khí lạnh như băng còn biểu minh muốn tự mình tru sát hắn lục ly lại không có một chút quán trách hắn vốn cùng thiên vân tiên tử có giao hẹn thiên vân tiên tử cho hắn quá nhiều rồi hắn không thể trái với giao ước phong bạo hải vực có bảy tám lão bất tử tìm tu Ngươi hãy cầm tấm bản đồ này, những chỗ đánh dấu vòng đỏ tuyệt đối không thể đi, nếu không thì ngươi chết chắc. Lại là một tiếng xé gió vang lên, Lục Ly nhận lấy, phát hiện là một tấm bản đồ. Hắn nhìn lướt qua rồi cất vào, chắp tay cảm tạ lui ra ngoài. Phong bạo hải vực, hắc viêm điện ở trong phong bạo hải vực thì phải. Sau khi Lục Ly rời đi, trong đại điện vang lên tiếng thì thào của thiên vân tiên tử. Tiểu tử này khá to gan, không sợ dê vào miệng cọp sao thôi chim ưng non không dương cánh thì vĩnh viễn sẽ không biết bay sống hay chết đều xem vận mệnh của hắn lục ly không vội rời đi mà là tìm được trần trưởng lão hắn cần hỏi thăm một ít sự lục ly đến cung điện chỗ trần trưởng lão ở trần trưởng lão nhiệt tình nghênh hắn vào sau khi dâng trà lên lục ly hỏi thẳng trần trưởng lão thế cục bên ngoài hiện tại như thế nào gần đây nhị trọng thiên có phát sinh việc lớn Thật ra Lục Ly muốn nghe ngóng tu la lão nhân có xử lý điện chủ hắc viêm điện chưa, nhưng không tiện hỏi thẳng, đành hỏi đường vòng. Cái gì xem như việc lớn? Trần trưởng lão ngẩn ra, suy nghĩ một hồi rồi bảo. Nếu hỏi việc quá lớn thì không có, mấy thiên đảo lân cận giành giật kịch liệt, có ba tòa thiên đảo giờ phút này bị ba lão bất tử bá chiếm. Ba lão bất tử này lúc trước là tán tu, sức chiến đấu đến tam kiếp đỉnh phong, sau khi bá chiếm ba tòa thiên đảo thì bắt đầu thành lập thế lực, chiêu binh mãi mã, bố trí thần văn. Còn gì nữa? Lục Ly không quan tâm điều này, chỉ muốn tìm hiểu việc hắc viêm điện. Trần trưởng lão lại hiểu lầm, tưởng Lục Ly muốn hỏi thiên đảo khác, nói tiếp. Năm tòa thiên đảo khác tranh giành kịch liệt, thế lực cấp trung khu vực biển Nam Bộ cũng hành động. Rất nhiều thế lực đều rõ ràng dựa vào bọn họ thì khó mà chiếm được thiên đảo, cho nên liên hợp từng cặp hoặc là ba thế lực hợp nhất ở cùng nhau bên nam bộ có mấy vạn thế lực cỡ nhỏ vừa giờ phút này đánh cho khí thế ngất trời nghe nói nước biển quanh thiên đảo đều biến thành màu đỏ máu trong nhị trọng thiên muốn trở thành siêu cấp thế lực lớn nhất định phải có hai đặc thù hoặc là có một cường giả tuyệt thế làm thủ lĩnh hoặc là chiếm cứ một thiên đảo thế này mới có thể tính là thế lực lớn trong thiên đảo linh khí thiên địa dày đặc có rất nhiều linh sơn phúc địa vừa có thể khiến võ giả tu luyện tăng tốc còn có thể liên tục không ngừng dựng dục tài vật thiên bảo cứ thế mãi, võ giả ở trên đảo không ngừng tăng lên sức chiến đấu. Trong lịch sử, bất cứ một thiên đảo bỏ trống đều sẽ dẫn tới hỗn chiến và tranh đoạt kịch liệt. Bởi vì chiếm cứ một thiên đảo thì chỉ cần mấy trăm năm sau, thực lực tổng thể của thế lực này chắc chắn sẽ có bay vọt. Hiện tại bên ngoài cùng lúc bỏ trống tám thiên đảo, tuy có ba hòn đảo đã bị ba tán tu cường đại bắt lấy, nhưng còn sót lại năm đảo. Mấy vạn thế lực lớn nhỏ ở Nam Bộ tự nhiên đều thèm muốn, đều muốn chiếm làm của riêng. Lục Ly suy nghĩ một hồi, trực tiếp hỏi: "Sắp tới có lẽ ta sẽ ra ngoài một chuyến, ta muốn hỏi, Hắc viêm điện gần đây có động tĩnh gì không?" "Ngươi muốn ra ngoài à?" Trần trưởng lão sắc mặt trở nên nghiêm túc. "Sức chiến đấu của ngươi còn quá thấp, nếu ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, thám báo của Hắc viêm điện ẩn nấp ở ngoài đảo phỏng chừng chưa rút lui." "Ừm, gần đây không nghe nói Hắc viêm điện có động tĩnh gì, à, dường như bọn họ xuất hiện một thần nữ rất lợi hại." luôn ẩn giấu không lộ mặt, nghe nói cũng chuẩn bị tham dự cuộc chiến thiên tài lần này, muốn tài nghệ trấn áp quần hùng, được đến hạng nhất thiên tài bản. À ừ. Lục Ly cũng không quan tâm thần nữ gì đó, Thượng Thanh Cung có thần nữ mạng tiểu thư, Lục Ly nhìn thấy liền phiền. Cái loại thần tử, thần nữ gì đó đều là thiên chi kiêu tử, mắt cao hơn đầu, hắn không thích giao tiếp với loại người này nhất. Đầu óc Lục Ly xoay chuyển, hỏi, gần đây có xuất hiện cường giả tuyệt thế không hoặc có cường giả tuyệt thế đại chiến tại sao hỏi như vậy trần trưởng lão nghi ngờ nhìn kỹ lục ly thấy lục ly không định trả lời thì lắc đầu nói trừ tán tu cướp đoạt ba thiên đảo ra không có cường giả khác ẩn hiện các thế lực lớn đều ít khi gây chú ý không dám sằng bậy sợ chọc giận đại ma vương à ta hiểu rồi lục ly có chút thất vọng Xem ra Tu La lão nhân còn chưa lành vết thương, hiện giờ đang dưỡng thương ở nơi nào đó, hoặc đi làm việc của mình. Lúc trước Tu La lão nhân nói có mấy tâm nguyện chưa làm xong, và chắc chắn hắn sẽ đi tìm chúng sinh cung, đi tìm hậu nhân của mình. Lục Ly không hỏi nhiều, trò chuyện vài câu với Trần trưởng lão, biểu minh chính mình gần đây muốn ra ngoài, hơn nữa chứng minh việc này đã báo cho Thiên Vân tiên tử. Trần trưởng lão không khuyên nhiều, chỉ dặn dò Lục Ly một ít sự tình, khiến hắn phải thật cẩn thận hơn nữa khuyên bảo hắn không cần đi trêu chọc mười mấy thế lực trung đẳng ở phong bạo hải vực những thế lực này cũng có nhân vật dữ dằn lục ly trở lại cung điện của chính mình lấy bản đồ nhị trọng thiên ra ra tìm rất nhanh tìm được chúng sinh cung hắn nhìn một lần trên mặt càng thêm thất vọng bởi vì chúng sinh cung ở hướng tây bắc cách nơi này xa thật xa nếu tu la lão nhân đi chúng sinh cung cho dù truyền tống đi qua cũng không biết mất bao nhiêu năm đành cố gắng làm việc ít gây chú ý cố gắng hết sức không cần đi trêu chọc người của hắc viêm điện. Lục Ly quyết định chủ ý, hắn ngồi xếp bằng dây lát, đứng lên chuẩn bị xuống núi, đi dặn dò Lê Thúc mấy câu. Lục Ly định đưa trả hồn ấn của Lê Thúc, trả lại tự do cho Lê Thúc. Lê Thúc đi theo Lục Ly được vài năm, hiện tại sức chiến đấu của hắn bỏ xa Lê Thúc, đã không cần Lê Thúc đi theo. Không bằng trả lại tự do cho Lê Thúc, miễn cho hắn xảy ra ngoài ý muốn liên lụy Lê Thúc. Xào xạc xào xạc hắn vừa đứng lên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân làn gió thơm bay tới bóng dáng y tiểu thư xuất hiện ngoài cửa nàng nhìn thấy lục ly đang chuẩn bị đi ra ngoài thì biểu môi nói ngươi tính xuống núi rồi sao sắp rời khỏi thiên ma đảo mà không chào từ biệt với ta một tiếng đâu phải ta đi luôn không về lục ly cười gượng gạo theo sau bổ sung thêm hơn nữa ta không biết nàng ở đâu thì biết đi đâu tìm nàng mà từ biệt khuôn mặt y tiểu thư trở nên nghiêm nghị nhìn đăm đăm lục ly hỏi ngươi có nắm chắc ở bên ngoài tự bảo vệ mình cho tốt không có lục ly không có che giấu hắn rất chắc chắn nói chỉ cần không gặp phải tam kiếp đỉnh phong hẳn là không ai có thể giết chết ta ồ mắt y tiểu thư đang nghe chuyện trên tv audio cv lóe tia sáng kỳ dị nhíu mày nhìn quét lục ly xem ra ngươi có nhiều thu hoạch trong yêu ma cung cũng công ta lo lắng cho ngươi. Ông Nhẫn của y tiểu thư sáng rực, lấy một không gian giới chỉ ra, nói Đây là thần nguyên kim ngày xưa ngươi cho ta, trả hết cho ngươi, ngươi ở trên đường cũng cần dùng. Không cần. Lục Ly xua tay nói Chúc thần nguyên kim đó không đủ cho ta truyền tống đi phong bạo hải vực, giờ phút này bên ngoài loạn như vậy, là thời cơ tốt đánh kiếp. Ta cũng chuẩn bị đi rèn luyện một phen, nếu không cướp được thần nguyên kim thì ta không cần đi phong bạo hải vực làm gì nữa. Cũng phải. Y tiểu thư lấy lại không gian giới chỉ, nàng đảo trong mắt, lấy một bình ngọc ra khỏi nhẫn. Trong này có ba viên đan dược, tên là bạo nguyên đan, đan dược này có thể khiến thần lực của ngươi chớp mắt hùng hậu gấp 5 lần, nhưng chỉ có thể liên tục một canh giờ. Hơn nữa một canh giờ sau ngươi sẽ đi vào thời kỳ yếu ớt, cần 3 ngày mới có thể khôi phục. Tức là ba viên đan dược này là cho ngươi giữ mạng, không đến lúc bất đắc dĩ không thể dùng đa tạ lục ly cảm kích nhìn y tiểu thư loại đan dược này có công hiệu hơi giống thần đan của sinh tử điện mà hắn từng dùng nhưng loại đan dược này rõ ràng càng cấp cao không có di chứng nặng như loại kia đi đây lục ly sâu thẳm nhìn y tiểu thư một cái dứt khoát đi ra ngoài rất nhanh biến mất dưới thiên vân sơn y tiểu thư nhìn theo lục ly rời đi rồi mới cảm khái nói một người mà dám đi phong bạo hải vực lan bạc. Dũng khí đáng khen, Lục Ly, ngươi nhớ đừng chết ở bên ngoài. Tìm được Lê Thúc, Lục Ly trả lại tự do cho Lê Thúc, khiến Lê Thúc cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng. Hắn quả thực không nhìn lầm Lục Ly, thời gian ngắn như vậy đã trả lại tự do cho hắn. Mặc dù được trả tự do nhưng Lê Thúc không dám ra thiên ma đảo, hắn nghe Lục Ly muốn đi phong bạo hải vực thì mặt dày xin Lục Ly nếu có cơ hội đi một hòn đảo nhỏ thì mang dùng nữ nhi của hắn về đây. Phạm vi thế lực của hắc viêm điện ở phong bạo hải vực, mang một bé gái đi sẽ không quá rắc rối. Lục Ly biểu thị nếu có cơ hội, chắc chắn giúp Lê Thúc mang người về. Dặn dò xong, Lục Ly không vội vàng rời đi, mà là bắt đầu luyện hóa mặt nạ bằng đồng xanh. Lục Ly không muốn để bất kỳ ai biết tin mình rời đi, lỡ như truyền ra, chắc chắn sẽ có người phục kích hắn. Tiêu phí hết nửa ngày luyện hóa mặt nạ, mặt nạ này có ba loại hình dạng, một là dạng thanh đồng như bây giờ, hoặc trông giống như một con giả thú dữ tợn thứ hai là biến thành mặt nạ da người biến thành một thanh niên hết sức bình thường sau khi biến hóa thì dù là lê thúc cũng không nhận ra lục ly đeo mặt nạ loại thứ ba là dạng lệ quỷ hoặc trông càng thêm dữ tợn khủng bố lục ly ẩn mặt nạ vào người sau đó lặng lẽ xuống núi hắn tuyên bố là đi ma vương sơn tu luyện ra thiên vân sơn lục ly đi đường vòng hướng phương bắc tìm một chỗ không người lục ly thay chiến giáp kính không kẻ hở đội mũ giáp đổi mặt nạ bằng đồng xanh thành dạng lệ quỷ sau đó một đường lao ra ngoài thiên ma đảo lục ly không vận dụng tất cả uy lực của tiêu giao bộ nếu không thì rất kinh thế hải tục thoáng chốc sẽ dẫn tới náo động rất lớn hắn tùy ý vận dụng thân thể như quỷ mị tiến lên hắn thúc đẩy đại đạo chi ngân cảm giác lực nhạy bén gấp mấy chục lần sớm cảm giác vỏ giả ẩn nấp bốn phía thay đổi phương hướng tiến lên một đường chạy nhanh tiến lên chạy suốt ba ngày lục ly chỉ bị một người phát hiện những người khác đều sớm bị hắn cảm giác được tránh thoát đi có một lão bất tử ẩn nấp thần niệm rất cường đại từ xa đã khóa chặt hắn người kia vốn định theo lòng đất lao ra chặn giết lục ly nhưng tốc độ của lục ly đột nhiên đạt đến tình trạng đỉnh cao một cái nháy mắt biến mất ở phía trước lão bất tử hết hồn vội lùi về mấy ngày kế tiếp luôn luôn gió êm sóng lặng Bên thiên ma đảo tuy rằng có rất nhiều giặc cỏ chuyên nghiệp chặn giết, nhưng tốc độ của lục ly quá nhanh, cảm giác lực quá nhạy bén, dễ dàng vòng qua. Lại qua hai ngày, đằng trước là vùng ven đảo, tâm trạng của lục ly lên cao. Đi tới nhị trọng thiên nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc có thể rời đi thiên ma đảo ra ngoài lan bạc. Lục ly vốn nghĩ còn phải ở trong thiên ma đảo tìm tu trăm năm, thậm chí càng lâu. Nhìn phương xa biển rộng mênh mông vô bờ, nước biển đỏ nhạt, lục ly hít sâu mấy lần, nhấc chân lên, thoáng chốc lao về phía biển. Khu vực ven đảo có quân sĩ tuần tra, nhưng người trên thiên ma đảo ra ngoài thì quân sĩ mặc kệ. Thiên ma đảo cho phép ra vào tự do, muốn đi vào, chỉ cần không phải người của 36 thế lực lớn, hoặc là công khai tuyên bố thoát khỏi 36 thế lực lớn thì đều có thể gia nhập thiên ma đảo. Đại ma vương có lòng dạ mà nam tử đều không cách nào bằng được, điểm này là khiến tất cả võ giả trên thiên ma đảo đều cảm thấy khâm phục. Nếu ngươi cảm thấy tốt thì cứ ở Thiên Ma đảo, nếu ngươi không thích, tùy thời có thể rời đi. Các quân sĩ nhìn lướt qua Lục Ly, đều không để ý, lắc người lao vào khu vực biển, bay thẳng đi phương bắc. Mục tiêu của Lục Ly rất rõ ràng, một thiên đảo ở mạng bắc, Nộ Diễm đảo. Gần đây đảo này bị tranh đoạt kịch liệt, có bốn nhóm người tranh giành, mỗi nhóm người do ba thế lực trung đẳng tổ thành. Số lượng quân đội ba phương đạt đến 10 vạn trở lên, cộng thêm rất nhiều tán tu đục nước béo cò hiện tại hòn đảo này phi thường náo nhiệt. Lục Ly cần nhiều thần nguyên kim, trừ phi hắn bán hết báu vật trên người, ví dụ cửu kỳ sơn phỏng chừng có thể bán với giá trên trời. Nếu không thì hắn chỉ có thể đi cướp, trên nộ diễm đảo hỗn loạn không chịu nổi, đại chiến liên tục là nơi đục nước béo cò tốt nhất. Chỗ này cách nộ diễm đảo một khoảng, thời gian trước đại ma vương mang theo đại quân bay mất nửa tháng. Tuy rằng tốc độ hành quân chắc chắn sẽ không quá nhanh, nhưng lục ly muốn qua đó ít nhất cũng cần 10 ngày. Hắn không dám bay thả cửa, lỡ chọc vào cường giả thì sao? Lục ly dán mặt biển âm thầm bay, ban đầu đều không dám dùng tiêu giao bộ, cứ như thế một đường bay đi. Quanh thiên ma đảo khá yên tĩnh, lục ly phát hiện trên nhiều đảo nhỏ lân cận có thám báo, chắc đều là bị các thế lực lớn phái ra nhìn chầm chầm thiên ma đảo. Có lẽ trong đó có thám báo của hắc viêm điện. Lục ly khiến mặt thay đổi, đổi thành một mặt nạ lệ quỷ, loại mặt nạ thoạt trong dữ tợn khủng bố, nhưng rất thông thường. Cảnh giới của lục ly khá thấp, chỉ có nhất kiếp, cực kỳ không bắt mắt. Có thám báo tra xét hắn, lục ly cũng mặc kệ, chỉ cần không trêu chọc hắn thì hắn chẳng quan tâm, một đường không gây chú ý tiến lên. Qua nửa ngày, gặp rất nhiều người, nhưng đều không có người đến chặn giết, lục ly bắt đầu hơi tăng tốc. Đêm dần đen hơn, lục ly không tìm chỗ nghỉ ngơi, buổi tối là lúc đi nhanh hơn, Hắn có thể nương bóng đêm dấu thân hình, bay hết mức. Lục Ly đạp bước chân huyền diệu, mỗi lần bước ra, cảm giác tốc độ thời gian chảy thoáng chốc tăng nhanh, không gian vặn vẹo, thân thể của hắn biến mất, giây tiếp theo xuất hiện cách mấy nghìn dặm. Lục Ly không phải phi độ hư không mà là một loại bộ pháp, phi thường ổn định bay một đường, cho nên không xúc động sóng không gian hỗn độn trên cao, rất an toàn. Lục Ly vận dụng tiêu giao bộ đến cực hạn, một bước mấy nghìn dặm tốc độ vượt qua vô số cường giả tam kiếp nương bóng đêm che giấu hắn bay nhanh đi bốn phía có thám báo ẩn nấp nhưng đều không kịp xem rõ ràng bóng dáng của lục ly thì hắn đã biến mất ở phương xa a à, trên một đảo nhỏ có mấy chục thám báo ẩn nấp lục ly đột ngột xuất hiện trên bầu trời dẫn tới tất cả mọi người kinh hãi cho rằng có cường giả đến tấn công nhưng trước khi bọn họ kịp phản ứng lục ly đạp bước thân thể biến mất ở giữa không trung xuất hiện ngoài mấy nghìn dặm Nhóm người này thậm chí không thấy rõ bộ dạng của Lục Ly như thế nào. Tam Kiếp Đỉnh Phong. Một người ánh mắt tràn ngập hoảng loạn cảm khái. Tốc độ như vậy thì chỉ có Tam Kiếp Đỉnh Phong mới làm được, bên này làm gì có cường giả Tam Kiếp Đỉnh Phong. Trừ Đại Ma Vương, Vô Nhai Đảo chủ, Tinh Mộng Đảo chủ ra không có Tam Kiếp Đỉnh Phong nào nữa. Chẳng lẽ là cường giả lánh đời ra mặt, muốn đi tranh đoạt Thiên Đảo. Có khả năng, mau báo lên Thám báo khắc giật mình nhận ra, nếu xuất hiện một tam kiếp đỉnh phong thì sẽ thay đổi thế cục xung quanh. Một tòa thiên đảo chắc chắn bị mất, vậy thì thế lực bên này phải chọn thiên đảo khác để xuống tay. Lục ly một đường xuyên qua, ở trên đường gặp rất nhiều người, nhưng đều không có người dám truy sát, phỏng chừng muốn đuổi theo cũng không kịp. Lục ly càng bay càng hưng phấn, có tốc độ như vậy thì chỗ này ít ai uy hiếp được hắn, cộng thêm hắn có mặt nạ bằng đồng xanh, không có người biết thân phận của hắn, Vậy thì tính an toàn của hắn sẽ tăng nhiều. Một buổi tối, Lục Ly không biết đi được bao xa, đến trời sáng thì hắn giảm tốc độ. Đi cả đêm, hắn có chút tinh thần mệt mỏi, liên tục sử dụng tiêu giao bộ làm tiêu hao nhiều tinh thần lực. Lục Ly chọn đại một đảo nhỏ không người, lên đảo ngồi xếp bằng chợp mắt. Nhưng chỉ nửa canh giờ thì Lục Ly bị bừng tỉnh, phương xa bay tới một chiếc thuyền sắt, vô số thần niệm nháy mắt khóa chặt hắn khi một người muốn nghỉ ngơi thì ghét nhất bị người khác quấy rầy tuy lục ly không ngủ nhưng mới vừa khôi phục một ít tinh lực thoáng chốc bị mấy chục thần niệm khóa chặt trong lòng khó tránh khỏi khó chịu lục ly không định chủ động tấn công ngồi xếp bằng trên đảo nhỏ nếu nhóm người này không không chọc vào hắn thì hắn sẽ nghỉ ngơi tiếp rõ ràng nhóm người này không muốn cho lục ly thoải mái ba người từ thuyền sắt bay xuống thẳng hướng lục ly lục ly không thể không cẩn trọng thần niệm quét qua thuyền sắt Phát hiện trên thuyền có nhiều võ giả, ít nhất trên nghìn người, không thiếu công tử tiểu thư trẻ tuổi. Hắn cảm ứng một phen, phát hiện bên trong không có Tam Kiếp Thiên Thần, mạnh nhất phát ra mấy nhị kiếp đỉnh phong, khóe miệng hắn lộ ra cười nhạt. Ba người kia bay xuống, từ ba phương hướng vọt tới bao vây Lục Ly, một người trầm giọng quát: "Ngươi là người của thế lực nào? Thành thật một chút, nếu không thì trực tiếp giết chết ngươi." Lục Ly đảo tròng mắt, đứng lên nói: ta thuộc vô nhai đảo chư vị muốn làm gì vô nhai đảo ba người vẻ mặt sửng sốt một người rõ ràng không tin hỏi lệnh bài thân phận đâu lấy lệnh bài thân phận của vô nhai đảo ra dựa vào cái gì cho ngươi xem lục ly liếc xéo nói ngươi là ai chẳng lẽ địa bàn bên này là của nhà ngươi ngươi có tư cách gì ra hỏi ta lục ly rất bá khí ba người ngược lại không dám ngang ngược lý do ba người xuống dưới là bởi vì một công tử của gia tộc bọn họ thấy lục ly hơi thở sinh mệnh trẻ tuổi thuyền sắt bay đến mà không trốn còn thoải mái ngồi xếp bằng tu luyện nên phái ba người xuống dưới ra hỏi một phen chúng ta là người của tứ bình đảo một người suy nghĩ một hồi rồi bảo bằng hữu vì tránh cho hiểu lầm ngươi hãy lấy ra lệnh bài thiên tài đi chỉ cần là người của vô nhai đảo thì chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi không cho lục ly vẫn là vô cùng bá khí đáp lại nếu các ngươi ra tay tự gánh lấy hậu quả hừ trên thuyền sắt vang lên tiếng hừ lạnh một công tử trẻ mặt cảnh bào đi đến mép thuyền sắt trên cao nhìn xuống nhìn lục ly nói hắn mặc chiến giáp cùng mặt nạ rất giống như người của thiên hương đảo nếu hắn không lấy ra được lệnh bài thân phận thì bắt trước tính sau xem ra tứ bình đảo và thiên hương đảo là thế lực đối địch hiểu lầm ta là người của thiên hương đảo Lục Ly thầm hiểu ra, không chút hốt hoảng, ánh mắt nhìn quét công tử kia. Hắn vừa lúc muốn tìm dê béo, công tử này là con dê khá mập. Bắt lấy. Một võ giả trầm giọng quát một tiếng, ba người cơ hồ cùng lúc ra tay, ba người lấy ra binh khí, theo ba mặt đâm về phía Lục Ly. Ba người đều là nhị kiếp thiên thần, sức chiến đấu không mạnh cũng không yếu, xem như tạm được. Đối diện ba thanh trường kiếm, Lục Ly không nhúc nhích, mặc cho ba thanh trường kiếm đâm tới. Tay lục ly tỏa ánh sáng vàng ném về phía người ở trước mặt. Bùng bùng bùng. Công kích của ba người đến cùng lúc, đâm trúng lục ly, chiến giáp của hắn nháy mắt bị đâm xuyên, nhưng trường kiếm không đâm vào người lục ly được. Cơ thể lục ly cực kỳ cường đại, võ giả cấp bậc cỡ này không phá được phòng ngự của hắn. Hay! Lục ly hơ tay quét bay ba thanh trường kiếm, hắn lắc người tung cú đấm vào một người ở đằng trước. Vang tiếng nổ trầm đục, ngực của người kia bị lục ly xuyên qua ngọc xớt. Vèo. Lục Ly giết chết một người, chân đạp bộ pháp kỳ dị, thân thể như u hồn lao về phía thuyền sắt. Nhiều người trên thuyền sắt chưa kịp phản ứng thì Lục Ly đã xông đến trước mặt công tử kia. Công tử cẩn thận, thụt lùi. Trong khoang thuyền sắt có ba nhị kiếp đỉnh phong, ba người vẫn luôn chú ý thế cục bên dưới. Bọn họ vốn cho rằng dù ba người bên dưới không đánh lại cũng cần chút thời gian, nào ngờ Lục Ly giết một người xong phớt lờ hai người khác, lao thẳng đến thuyền sắt muốn ra tay với công tử của bọn họ. Công tử này cũng không phải phế vật, nhìn thấy lục ly bay vọt tới, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh chiến đao. Hắn vừa lùi ra sau vừa hơ chiến đao chém về phía lục ly, trên chiến đao còn có thần văn lấp lánh, hơi thở dày nặng như núi khuếch tán. Bên cạnh công tử này có hai người, thấy lục ly muốn đánh lén công tử của họ thì lập tức rút binh khí ra chém về phía lục ly. Hừ! Lục ly nhấc chân, thân thể như quỷ mị dán sát vào, hai hộ vệ chém hụt. Lục ly lờ đi chiến đao của công tử chém tới, một bàn tay khác tựa như tia chớp bóp cổ công tử. Vù vù vù. Trên thuyền sắt có gần nghìn người, vô số người phản ứng lại, điên cuồng lao về phía lục ly. Nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm, lục ly đã gần sát công tử, cứng rắn đỡ chiến đao của công tử, bàn tay to bóp cổ người này, nhấc lên cao. Ba nhị kiếp đỉnh phong đều vọt ra, nhưng vào thời khắc này lại không dám động. Lục ly một bàn tay còn mang theo một xác chết, người kia mặc chiến giáp nhưng bị lục ly một đấm xuyên qua ngực. Một bàn tay khác sách công tử của họ, công tử giơ chiến đao liên tục chém về phía lục ly, tuy chiến giáp bị chém nát nhưng không gây tổn thương cho cơ thể và mặt nạ của lục ly. Nếu ta là ngươi thì sẽ không nhúc nhích nữa, ta bóp mạnh một cái là cổ của ngươi sẽ bị bóp nát, đầu của ngươi sẽ rơi ra. Lục ly lạnh băng ngước đầu lên, đôi mắt như núi băng, công tử bị nhìn tim rớt cái bịch. Công tử ngừng vung chiến đao, khóe môi co giật, hỏi. Ngươi là ai? Ngươi muốn thế nào? Lục Ly hờ hững nói. Kẻ này đã quên tên thật, nhưng có người đặc biệt danh cho ta địa ngục sát thần. Tại hạ không môn không phái, một người phiêu bạc bốn biển, đi qua nơi đây vốn muốn nghỉ chân một lúc trên đảo nhỏ, nhưng các ngươi cố tình muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Các hạ, đừng. Một nhị kiếp đỉnh phong bước ra khỏi đám người, nói. Mới rồi là chúng ta mạo phạm, tại hạ là trưởng lão của tứ bình đảo, Trần Quảng Dương, vị này là con một của đảo chủ chúng ta. Đảo chủ của chúng ta tên Trần Thiên Phóng, Tu Vi Tam Kiếp, mong các hạ nể mặt đảo chủ chúng ta. Tu Vi Tam Kiếp. Lục Ly lạnh lùng cười nói. Tam Kiếp mạnh lắm sao? Chẳng lẽ đảo chủ các ngươi là tam kiếp thiên thần, ta vừa nghe tên phải quỳ rạp dưới đất mặt các ngươi xâm lược. Không phải ý đó. Trần Quảng Dương rối rít xua tay nói. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi, mong các hạ tha thứ hành vi vô lễ của công tử nhà ta, về sau tứ bình đảo chúng ta sẽ báo đáp hậu hĩnh. Không cần về sau. Lục Ly phất tay ném xác chết xuống thuyền sắt, lạnh lùng quát. Báo đáp hậu hĩnh ngay bây giờ đi, các ngươi chuẩn bị lấy bao nhiêu thần nguyên kim mua mạng của công tử nhà ngươi. Ít thì ta tiễn công tử của các ngươi lên đường. À. Báo đáp hậu hĩnh chỉ là một câu lời khách sáo, không ngờ rằng Lục Ly trực tiếp muốn ít giá. Ba trưởng lão nhìn nhau một cái, truyền âm thương nghị một lúc. Trần Quảng Dương nói: Lần này chúng ta đi hội hợp với đảo chủ, cho nên cũng không có mang quá nhiều thần nguyên kim, gom hết của chúng ta lại thì mọi người có thể góp ba vạn thần nguyên kim, không biết các hạ có vừa lòng không? Ngươi cho ăn xin à? Hay công tử nhà ngươi chỉ đáng giá ba vạn thần nguyên kim? Lục Ly mắt trợn trừng, cả giận nói. Không có 30 vạn thần nguyên kim, ta liền bẻ đầu của công tử nhà ngươi xuống làm banh đá. Không đủ thần nguyên kim thì lấy báo vật thay, một câu thôi, đưa hay không? Không đưa thì giết con tin. 30 vạn thần nguyên kim. Ba trưởng lão mặt mặt đen thui, biệt danh của người này là địa ngục sát thần. Nhưng trông giống địa ngục thổ phỉ hơn. 30 vạn thần nguyên kim, cho dù đánh chết cả đám bọn họ cũng không lấy ra nổi, trừ phi lấy hết báu vật trên người họ đám người bị lột sạch nhưng bọn họ phải đi chiến trường đi mình không như vậy không chừng sẽ bị đảo chủ đập chết một trưởng lão râu đỏ nổi giận âm trầm lạnh lẽo nhìn lục ly nói tiểu tử ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì nếu ngươi dám thương tổn công tử của chúng ta một sợi lông thì dù lão phu truy sát ngươi trăm năm cũng quyết giết chết ngươi một sợi lông lục ly cười khẩy bây giờ hắn cũng nhổ nhiều cọng lông tơ lắm rồi ánh mắt lục ly lạnh lùng tay hơi gồng sức vang tiếng xương gãy giòn tiếp đó là tiếng hét như việc kêu của công tử trần quảng dương lập tức giật mình kêu lên dừng tay vèo lục ly không có dừng tay mà là một bàn tay xách công tử này thân thể như quỷ mị lao về phía lão nhân râu đỏ hắn mặc kệ tất cả một đấm đánh vào ngực của người này thật can đảm lão giả nổi giận lấy ra gai nhọn định đâm tới nhưng lục ly vung một bàn tay khác giơ công tử ra đằng trước trưởng lão kia sợ tới mức vội vàng thu gai nhọn về lục ly đã tung cú đấm qua ngoài người trưởng lão này mặc chiến giáp hồng linh thiên bảo nhưng lục ly biết linh bảo bí thuật một đấm đánh đi từng lớp lực lượng ở bên trong nổ tung trưởng lão này hộc máu bay ngược ra xương sườn toàn bộ bị chấn gãy nội tạng bị chấn nát phục trưởng lão đụng mạnh vào thuyền sắt nguyên thuyền sắt trung lắc dữ dội hắn lại bắn ngược trở về lăn mấy vòng dưới đất mặt ngoài không thấy vết thương nhưng trong miệng máu tươi tuôn trào ra sắc mặt khó coi ôi chao vô số người hút ngụm khí lạnh lục ly trực diện đánh trưởng lão của bọn họ một đấm bị thương nặng nhị kiếp đỉnh phong đây là thần thông gì không thấy lục ly thả ra thần thông lợi hại nào cả trên tay chỉ lóe ánh sáng vàng cảnh giới nhất kiếp mà có thể dễ dàng tổn hại nặng nhị kiếp đỉnh phong không ai dám coi thường lục ly nữa Lục Ly cũng không phải kèm thiên tử để lệnh chư hầu, hắn có thực lực tuyệt đối có thể đánh chết mọi người. Nếu như hôm nay xử lý không tốt, e rằng mọi người đều phải chết ở đây. Các hạ bớt giận. Trần Quảng Dương rất thức thời, hắn chắp tay cười nịnh. 30 vạn thần nguyên kim, không thành vấn đề, chúng ta tìm cách gom đủ. Lục Ly ung dung sách vị công tử kia đi tới một bên, chờ 30 vạn thần nguyên kim dâng lên. Trần Quảng Dương lập tức triệu tập tất cả mọi người, trước tiên lấy ra thần nguyên kim ném xuống sàn thuyền, nơi này có rất nhiều đều là công tử tiểu thư thế hệ trẻ, trên người ít nhiều đều có thần nguyên kim, còn có rất nhiều thống lĩnh, quân sĩ, đám người lấy ra hết thần nguyên kim, chất đống đầy đất. Đám người lấy ra hết thần nguyên kim cộng lại được 7, 8 vạn. Trần Quảng Dương lấy ra một không gian giới chỉ thu hết thần nguyên kim vào, trước tiên ném cho Lục Ly. Trần Quảng Dương nói, ở đây có khoảng 8 vạn, còn lại dùng báu vật thay thế. Lục Ly lạnh lùng nói. Được. Trần Quảng Dương cắn răng lấy ra một thanh chiến đao ném qua, nói. Thanh chiến đao này là Hồng Linh Thiên Bảo, còn bị khắc lực lượng thần văn, dưới tình huống bình thường, chiến đao Hồng Linh Thiên Bảo giá trị 10 vạn thần nguyên kim, thanh đao này ít nhất đáng giá 15 vạn thần nguyên kim. Chiến đao Lục Ly thích nhất binh khí là chiến đao, hắn một tay nhận lấy quét mắt vài cái, còn hơ thử, rất là vừa lòng. Chiến đao này một màu xanh, dài hơn một thước, rất là uy mãnh mặt trên có thần văn màu xanh, thúc đẩy có thể tăng phúc lực lượng. Lục Ly thưởng thức một phen rồi cất vào, gật đầu, nói. Thanh đao này tạm được, tính 5 vạn thần nguyên kim đi. 5 vạn, ngươi cướp luôn cho rồi. Trần Quảng Dương sốt ruột, nếu lấy chiến đao này đi đấu giá, phỏng chừng có thể đấu giá được 20 vạn. Vậy mà Lục Ly nói là tính 5 vạn. Có khác gì ăn cướp. Lục Ly lạnh lùng cười, thản nhiên nói. Đừng nói khó nghe như vậy, ta không thích cướp bóc, chắc giá 5 vạn. A. À, đám người Trần Quảng Dương tâm nín, Lục Ly làm như vậy có khác gì với đánh cướp. Chỉ còn thiếu không lột hết bọn họ. Trần Quảng Dương hít sâu hai lần, đưa mắt nhìn một trưởng lão khác. Trưởng lão kia cắn răng cởi xuống chiến giáp đang mặc, ném qua nói. Một bộ chiến giáp Hồng Linh Thiên Bảo giá trị 10 vạn thần nguyên kim. 3 vạn. Lục Ly thản nhiên ném một câu, thu chiến giáp lên, đối với hắn thì chiến giáp không có nhiều ý nghĩa, bởi vì lực phòng ngự của hắn vượt qua chiến giáp hồng linh thiên bảo. Ngươi. Trưởng lão kia tức giận suýt hộc máu, Lục Ly không nhìn hắn, ngoắt ngón tay nói. Tiếp tục lấy báu vật, không gom đủ 30 vạn thần nguyên kim thì lấy đầu công tử nhà ngươi cấn nợ. Trăng rắc. Tay Lục Ly hơi gồng sức, xương cổ của công tử kia lại kêu. Công tử rên đau, khó khăn quá to. Cho ngươi, cho ngươi hết. Trong không gian giới chỉ của ta có đang dược tài vật báu vật. Những thứ này cộng lại giá trị mấy vạn thần nguyên kim, đều cho ngươi. Công tử cởi bỏ liên kết tinh thần với nhẫn, chiếc nhẫn tự động lơ lửng. Lục ly chộp lấy quét qua, phát hiện bên trong có một ít thần nguyên kim, tài vật linh dược bí tịch chất thành đống, hắn tùy ý đánh giá tính sơ, nói trị giá cỡ thần nguyên kim, gom tiếp đi. Ngươi rõ ràng là muốn lấy hết đồ trên người chúng ta. Đám người Trần Quảng Dương khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lấy báu vật bí tịch linh dược tài vật trong không gian giới chỉ, ném hết mọi thứ cho lục ly định giá. Hiện tại bọn họ định giá là vô dụng, phải là lục ly định giá, hắn nói là bao nhiêu. Chiến giáp trên người lão nhân râu đỏ cũng cởi xuống, bao gồm gai nhọn. Mấy trưởng lão, trưởng lão thống lĩnh, cộng thêm công tử tiểu thư lấy ra nhiều thứ tốt trong không gian giới chỉ bây giờ cộng lại mới 20 vạn thần nguyên kim không có báu vật nào nữa sao lục ly mắt lạnh nhìn quét ánh mắt quét qua hai tiểu thư đứng đầu trong mắt lộ tia trêu ghẹo nói hay ta cũng cầm luôn mấy cô nàng xinh đẹp này một người tính hai vạn thần nguyên kim như thế nào trước tiên gửi ở chỗ ta trở về các ngươi lấy thần nguyên kim chuột về là được đừng đừng mấy tiểu thư sợ tới mức mặt tái nhợt, làm vật cầm ở chỗ lục ly. đợi lúc tứ bình đảo đến chuột thì e rằng bọn họ đều bị chà đạp không thành hình người, chẳng bằng hiện tại chết đi. các hạ đừng quá đáng. trần quảng dương nổi giận, mấy người này đều là tiểu thư hàng đầu của tứ bình đảo, lần này đưa đi còn chuẩn bị liên nhân, lục ly định cướp luôn nữ nhân. ha ha. lục ly cười nhạt hai tiếng nói, không cho thần nguyên kim, vậy chỉ có thể lấy mỹ nữ cầm các ngươi tự tính đi, ta muốn giết các ngươi thì không khác gì bóp chết mấy con kiến. Đến lúc đó giết các ngươi cũng có thể cướp người đi. Ngươi! Đám người Trần Quảng Dương giận điên lên. Trần Quảng Dương cắn răng lấy một cuộn da thú ố vàng ra khỏi không gian giới chỉ. Đây là thần văn đồ lão phu năm đó tiêu phí 10 vạn thần nguyên kim đấu giá lấy về, mặt trên có mấy bức bố trí thần văn đạo tràng rất huyền diệu, giá trị không cách nào đánh giá. Trần Quảng Dương nhịn đau ném cuộn da thú qua. Lục Ly nhìn vài cái, nhẹ gật đầu nói. Thứ này giá trị chút thần nguyên kim, coi như năm vạn đi, tiếp tục tìm báo vật. Thật sự hết rồi. Nhóm người Trần Quảng Dương méo máu nhìn Lục Ly, giống như đã chết phụ thân ruột vậy. Lục Ly nhướng mày nói. Nếu không có thì các ngươi viết giấy ghi nợ đi, nói tứ bình đảo các ngươi nợ năm vạn thần nguyên kim. Lợi tức một năm thêm năm vạn, nếu 100 năm không trả thì là 500 vạn thần nguyên kim. Bùng. Trần Quảng Dương chân rung lên ngã gục dưới sàn thuyền. Hắn sống nhiều năm như vậy, đã gặp đủ loại người, nhưng lần đầu tiên gặp loại người như Lục Ly. Kiếm bảy, tám vạn thần nguyên kim thì nhỏ nhoi quá, theo như Trần Trưởng Lão đã nói, nếu muốn liên tục truyền tống đi phong bạo hải vực, bận đi bận về cần ít nhất 200 vạn thần nguyên kim. Lục Ly cướp được một ít báu vật nhưng không bán được, hắn không định bán thanh chiến đao kia lục ly không giết người hắn bay xuống thuyền sắt đi tiếp hắn sẽ không tự dưng giết trên nghìn người đó không phải tính cách của hắn cho dù muốn giết người cũng chỉ là tru sát kẻ đầu sỏ tự dưng kết thù không chết không ngừng với một thế lực trung đẳng thì không đáng giá hắn vận chuyển tiêu giao bộ tiến lên hơn hai canh giờ còn chuyển biến phương hướng tìm được một hòn đảo nhỏ lại lần nữa bắt đầu nghỉ ngơi hắn phát hiện vận chuyển tiêu giao bộ rất hao phí tinh thần lực. Linh hồn của hắn còn hơi yếu, liên tục vận dụng một ngày một đêm sẽ rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi hai canh giờ trên đảo nhỏ, Lục Ly tiếp tục tiến lên. Lần này phi thường bình tĩnh, tuy rằng dọc đường không ngừng gặp phải võ giả, nhưng đều không có phát sinh xung đột. Võ giả ẩn nút chỗ này đa số là một chút quân lính tản mạng, hoặc là thám báo của một số thế lực. Những người này trên người không có nhiều mỡ, Lục Ly lười đánh cướp, hắn âm thầm đi nộ diễm đảo cứ như thế ba ngày hắn cố gắng hết sức không gây chú ý đến buổi tối tốc độ cao nhất tiến lên làm vậy sẽ tiết kiệm nhiều thời gian buổi tối chạy đi sẽ hấp dẫn nhiều sự chú ý đi một buổi tối bằng bốn năm buổi ban ngày bình tĩnh đi sáu ngày đường lục ly đã cách nộ diễm đảo không xa để đến nơi còn cần hai ba ngày nhưng bên kia là chiến trường chính mấy thế lực lớn ở nơi đó đánh sống đánh chết trừ bốn liên minh ra còn có rất nhiều tiểu thế lực đều đến bên này bọn họ đến để đục nước béo cò bốn liên minh tranh đoạt nộ diễm đảo những thế lực nhỏ đục nước béo cò như thế nào rất đơn giản khiến bốn liên minh đánh trước chờ bốn liên minh đánh cho tổn thất thảm trọng là lúc đám thế lực nhỏ lên sân bọn họ sẽ lựa chọn gia nhập liên minh nào mạnh hơn tiếp đó hỗ trợ chiếm cứ nộ diễm đảo rồi cùng nhau chia chác nộ diễm đảo rất lớn có nhiều linh sơn nếu một liên minh đánh chiếm, ba thế lực lớn trong đó chắc chắn không thể nuốt hết, thí dụ như một ít linh sơn nhỏ, thành trì nhỏ, mấy thứ này có thể chia ra. Các thế lực nhỏ nhằm vào mấy thứ này. Bọn họ vốn chiếm cứ nhiều đảo nhỏ, không có quá nhiều tài nguyên, còn tùy thời sẽ bị diệt. Đã như vậy, không bằng cùng nhau tấn công nộ diễm đảo, chỉ cần được đến một tòa linh sơn, hoặc là một tòa thành trì là bọn họ có thể phát triển lớn mạnh mục tiêu nhóm đầu tiên của lục ly là những thế lực nhỏ này. Nếu các thế lực nhỏ đến bên này, tự nhiên là toàn quân xuất động, tất cả tài vật đều mang theo. Chỉ chờ bốn liên minh đánh gần xong, bọn họ sẽ lựa chọn gia nhập một phương. Bọn họ chọn chỗ ẩn nấp rất xảo diệu, cách nộ diễm đảo 2, 3 ngày đi đường. Sẽ không dẫn tới bốn liên minh chú ý, lại có thể tùy thời theo dõi thế cục bên kia, làm ra ứng đối chuẩn xác. Lục Ly không có vừa bắt đầu đã ra tay, mà là ẩn nấp gần đó bắt một ít thám báo khảo vấn tình huống chỉ tiêu phí hết nửa ngày lục ly đã mò rõ tình huống bốn phía giờ phút này có bốn liên minh đang đánh trên nộ diễm đảo liên minh thứ nhất lấy phi tiên tông cầm đầu liên minh thứ hai lấy thần nữ cung cầm đầu liên minh thứ ba lấy tứ bình đảo cầm đầu liên minh thứ bốn lấy nguyệt ảnh phủ cầm đầu lúc trước lục ly gặp công tử kia và nhóm trần quảng dương đều là người của tứ bình đảo đảo chủ của bọn họ ở trên nộ diễm đảo còn là thủ lĩnh của một liên minh lục ly tạm thời không định lên nộ diễm đảo bên kia có bốn quân đoàn đang khai chiến một mình hắn đi cướp bóc thì hơi cùng nếu dẫn tới nhiều người tức giận lỡ như bốn quân đoàn không đánh nữa mà cùng nhau vây giết hắn thì sao lục ly định ra tay với thế lực nhỏ ở xung quanh nơi này rậm rạp khắp nơi đều là hải đảo rất nhiều hải đảo đều ẩn nấp một đám thế lực nhỏ cùng với một ít quân đoàn giặc cỏ chuyên nghiệp cướp bóc lục ly nghỉ ngơi nửa ngày sau hành động mục tiêu thứ nhất là chọn một quân đoàn giặc cỏ, là hắn tìm thám báo nghe ngóng được. Quân đoàn giặc cỏ này không đông, chỉ có hơn 100 người, nhưng toàn là nhị kiếp thiên thần. Thủ lĩnh là nhị kiếp đỉnh phong, nghe nói có được thần thông rất cường đại, còn có mấy trưởng lão đều là nhân vật dữ dằn. Quân đoàn nghênh ngang ở trong một đảo gần đó, thám báo của bọn họ luôn tra xét tình huống bốn phía, rất rõ ràng thế lực nhỏ lân cận không làm gì được bọn họ. Một mình lục ly bay hướng hòn đảo nhỏ kia, chưa lên đã bị chặn lại hai người từ trong nước đột nhiên toát ra hung tợn nạt cút xéo nếu không thì chết không còn gì để nói lục ly lắc người thoáng chốc áp sát một người một đấm đánh ra người này bay ngược ra một người khác tức giận nhưng lục ly xoay người tốc độ siêu nhanh áp sát cứng rắn đỡ một đao của người kia một đấm đánh bay đối thủ lục ly nhẹ tay không giết người nhưng hai người hẳn là bị tổn hại nặng chỉ còn lại nửa cái mạng. Lục ly cuồng bạo lao lên đảo, hắn không định đánh lén mà là cứng rắn cướp. Quân đoàn giặc cỏ chuyên ăn cướp, giàu chảy mở, cướp quân đoàn giặc cỏ là sướng nhất. Vù vù vù. Trên đảo nhỏ, vô số người bay vọt lên, bên này chiến đấu kinh động rất nhiều người. Chớp mắt đã có 6, 70 người bay lên, thần niệm của lục ly quét qua, ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo. Hắn phát hiện mấy cái giặc cỏ trần truồng, tay túng một nữ nhân không mảnh vải che thân trên người các nữ nhân toàn là vết roi vết bầm trong mắt không tia sáng như một đám người dở sống dở chết rõ ràng đám giặc cỏ này lúc cướp bóc còn cướp nữ nhân hơn nữa làm chuyện đồi bại xem trạng thái tinh thần của đám nữ nhân phỏng chừng trong khoảng thời gian này là địa ngục đối với họ thần niệm của lục ly quét hướng mấy hang núi bên dưới hắn thấy trong hang núi còn có xác chết toàn là nữ tử lục ly không kìm được sát khí nữa bộc phát ra hết. Ngươi là ai? Sao dám công kích thất diệu quân đoàn chúng ta? Ngươi chán sống sao? Một người. Còn là nhất kiếp thiên thần, vậy mà dám tiến công thất diệu quân đoàn chúng ta? Người này có phải là đầu óc có bệnh? Nếu hắn tìm cái chết, vậy thì chịu ý hắn đi. Một đám người từ xa đã la lối, lục ly không nói một lời, chân đạp tiêu giao bộ, tốc độ như quỷ mị, nháy mắt xông đến chỗ nhóm người phía trước hắn không có động sát tâm, giờ phút này ước gì giết hết đám giặc cỏ. ầm 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 Thực lực tổng thể của thất diệu quân đoàn không kém, toàn là nhị kiếp thiên thần, nhưng Lục Ly không hề thấy áp lực. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.